Yo, hello, what's up chàng em nha. Chúng ta trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em game tại trường mê từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like nhưng mà đăng ký kênh của channel phát triển nha các anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tiếp tục đi săn code quà anh em. Phải nói cùng nhau đi bình luận về cái vụ code anh em. Trời ơi, hiện tại cái vụ code này nó đang gây tranh cãi rất nhiều trên fanpage, diễn đàn và các sự kiện luôn ạ. Cái này chắc không phải cá nhân mình tôi đâu, thật sự hiện tại chắc là rất nhiều anh em đang rơi tình trạng đó là săn không ra tướng đúng không ạ? À quên, săn không ra code đúng không ạ? Khá là căng các bạn. Ok, trước tiên chúng ta khai qua fanpage xem hôm nay bên fanpage chúng ta có gì hot không anh em nhá. Tôi nghĩ là cũng không có gì đặc biệt đâu. Nên chuyển nó chưa, một Uta chưa, biết mà. Có hoàn tất trao quà fan cứng tháng 11 rồi anh em, các bạn đã chưa nhận được chính thủ online nhận anh em nhá. Nó bắt đầu chưa tham gia là chưa buồn. Hết. À chắc chắn cái sự kiện từng mới đến đâu rồi anh em. 8k, bây giờ mới được một cái anh em. Ok anh em, hiện tại cái sự kiện truy tìm kho báu đang gây tranh cãi rất nhiều anh em. Tranh cãi thì các bạn biết rồi. Vài trăm mạc, vài nghìn mạc không ra code anh em. Nói gì cũng khá đó. Adebin duyệt hộ với ạ. Xem nào. Khá cỡ nào anh em. Khá cỡ nào để đánh một mình này thì cơ bản là ulti cháu này mạnh thôi anh em, cháu này mạnh nhất ulti thôi. Ulti quá mạnh luôn các bạn. Sao yêu quá. Ui, còn yếu nữa. Ủa bây giờ không còn có đen nữa hả? Gửi thẳng vào game. Không. Cái quà mà quà may mắn nữ hoàng âm nhạc Uta này là chỉ có mô hình cái cốt này là gửi vào trong thư thôi anh em, còn lại là ba con đen dùng riêng. Có cái con đen này là gửi thẳng thôi, còn ba con đen kia là nhập, đúng rồi. Ba con đen kia có gì vậy? Hiện tại trên fanpage cũng toàn anh em đa số đều khoe là con đen này thôi. Hay là đi xem phim Z là ngon thế. Đây, nó rất nhiều anh em đang được. Đây là update fan cứng anh em, fan cứng tháng 11 tôi nhận rồi. Quan thông báo anh em rồi đây. Đa số toàn anh em là lấy được phần quà này mà khá là hên khi mà lấy được phần quà này anh em, tôi chưa lấy được ạ. Rất nhiều anh em lấy được phần quà này, còn lại bộ code thì khỏi bàn anh em. Còn đây là câu trả lời của nhà phát hành. Đây là câu chuyện của một bạn đã random 300 mạc chia sẻ. Tỷ lệ code là bao nhiêu phần trăm vậy Lamy? Quay 300 lần không ra code. Tỷ lệ ngẫu nhiên ạ. À? Vâng, vẫn là tỷ lệ ngẫu nhiên anh em. 300 lần không ra được một cái các bạn biết rồi. Ở trên fanpage hôm qua tôi trên group hay nhóm chat hôm qua tôi thấy một bạn săn 1500 à các bạn. Không ra một code anh em, cuối cùng chỉ được một cái quà âm nhạc thôi ạ. À. Ok anh em, ngay bây giờ chúng ta sẽ qua check để xem hiện tại sự kiện chúng ta đã đi đến đâu rồi anh em nhé. Xem nào. 685k lượt săn rồi anh em, và chưa hề thấy một số anh em nào khoe với cốt luôn ạ. Còn đâu dành cho bạn nào tò mò với ba con đe thì ok, chúng ta có tổng thể 4 phần con đe anh em nhé. Đây các bạn, chúng ta có tổng thể 4 phần quà gift code anh em, bao gồm có con đe mừng 20 tháng 11, con đe kho báu xanh, ước mơ nguyện đỏ của Uta và quà may mắn nữ hoàng âm nhạc anh em. Đó là tổng thể chúng ta 3 code và 1 quà đây anh em. Về 3 code thì đây, dành cho bạn nào chưa biết thì đây anh em. Có đây 20 tháng 11 thì chúng ta có 5 belly, 20 xu vòng quay, 20 cốc vàng và 500 kim cương. Có đây kho báu của xanh thì có 8 belly, 10 thùng bia, 2 dương may mắn Uta và 1 ca kim cương. Còn đâu với con đe ước nguyện của ước nguyện đỏ Uta, 15 belly, 20 thùng bia, 20 xu quay cao cấp, 2k kim cương và 5 dương may mắn Uta các bạn. Nhưng cho đến hiện tại thì chúng ta vẫn không thể nào săn được anh em, phải nói là rất là khó săn luôn. Hôm nay đến đây thì cũng hỏi xem hiện tại đã có anh em nào nhận được code chưa? Đã có bạn nào pull được 3 code đi chưa? Comment qua nào. Tự nhiên anh em săn code sao rồi? Tôi thì từ hôm qua đến giờ cũng đá nhẹ thì mỗi ngày hơn trăm mạc thôi anh em. Mà không ra nên cũng chả muốn đi săn nữa. Đó. Và săn để làm clip tặng cho anh em nhưng mà sẵn không ra các bạn, không ra anh em chịu rồi. Chả biết được nào một lần. Rồi, quay trở lại game anh em, chúng ta chiến boss thần thú nào. Ok các bạn, boss thần thú. Hôm bữa tôi hủy mấy một bố già đi rồi anh em.
Dù bên này cũng có khả năng này. Sát thương cuốn lượt à. Ok các bạn. Để xem này anh Luật có ulti nhiều hơn không nhá. Thêm anh em bảo tôi để đổi kim cho anh Luật xem ulti nhiều hơn không anh em. Mấy tiện đen anh Zoro mới lên E5 nhà mình các bạn. Hôm qua chưa đánh được các bạn. Đây hôm nay mới vào đánh. Chém nhẹ bốn mấy củ không à. Ui hơn trăm củ anh em. Toàn trăm mấy thôi à. Bắt đầu. Ui, có một nhái anh em. Ui sáu mấy củ căng nhờ. Ui sáu mấy củ nghe fail giá man anh em. Rổ đâu. Anh rổ đâu rồi. Ok kìa, ừ, chém đi. Thề đang nghiền dã man con tướng này anh em, Zoro. Em tới đợi giờ thì đợi Uta đấy anh em, Uta đợi tới vào kia phát là tôi úp E5 ngay các bạn. Giờ đợi Uta vào phát úp E5 ngay anh em, không đợi làm gì. Qua thấy mấy anh em bảo làm clip test sức mạnh Uta. Tôi khẳng định các bạn Uta hiện tại cho đến hiện tại không cần phải test anh em, tướng mạnh nhất trong hàng solo rồi anh em. Vì sao? Bởi vì ulti cho nó đau quá, khó ai đỡ được các bạn. Vào đầu nhịp mà trừ khi là tốc cao hơn Uta thì mình mà cũng chưa chắc có cửa anh em, bởi vì Uta nó có tỷ lệ lé các bạn, chém mà chém hụt cái thôi. Bạn làm gì mà cứ đánh hụt cái thôi. Bạn ơi xác định luôn anh em, nên là Uta hiện tại là vua đấu trường solo anh em, không cần nói nhiều các bạn, khẳng định trăm trăm. Chấp cả Dokai. Đúng nhìn chúng ta còn đối thủ Dokai nhỉ. Dokai nếu mà có Dokai ulti trước thì còn nói chuyện được anh em, cứ mà Dokai có ulti sau à. Thôi cũng nhặt dép đi em ơi. Giải nghệ về về vườn bắn muối là vừa. Ok anh dỗ chơi gì lượt thứ 5 đã nghe chắc muốn hẹo rồi các bạn. Càng đi nhờ. Vâng và anh vẫn zoom một cái đấy các bạn. Hai nhịp rồi mà anh Luật cho tôi vẫn chỉ có ăn room được một cái thôi anh em. Ê, buồn anh Luật quá. Ok anh Zoro gây được bao nhiêu đây? 23m các bạn tạm ổn. Em tôi đánh được 40m lận. À rồi đấy. Thế là hên anh em tin được anh Luật anh zoom nhiều thôi. Đây thì cũng vậy anh em. Top 1. Hai chỗ này hiện tại đang top 1 khá là cứng các bạn nha. Ok các bạn rồi. Top 1 rồi tạm ổn, ngồi thế này được rồi anh em. Chúng ta còn boss bên này nữa anh em. Ok chúng ta sẽ đặt vị trí chị Uta vào anh em nhé. Chúng ta sẽ cho Uta vào để đam boss anh em. À đổi về thuyền HP để hồi máu các bạn. Để xem nào. Chị đẹp Uta nhà chúng ta, ulti có ok không các bạn? Ulti là mạnh nhất cháu này anh em. Quả ulti chất lượng luôn các bạn. Biết ăn nổi không anh em? Ngồi xem Uta ăn nổi không anh em nhá. Xem bot có ăn Uta có nổi bot được không anh em? Tôi nghĩ là không nổi đâu các bạn. Khó đấy. Tôi nghĩ là không ăn nổi anh em. Nhìn cái này là không nổi rồi. Được bao nhiêu? Đồ một tỏi tư các bạn ạ. Mới 10 sao thì cũng không thể mạnh hơn được anh em. Mà quên nó đi Uta không chẳng cần theo cầm theo đám này anh em, bởi vì Uta nó không bị hạn chế vì nộ anh em. Chỉ đồng đội đánh nó được rồi. Ok cầm theo cái đồ bảo lãnh này. Nami bung máu no. Ok để xem nào. Inuzashi hỗ trợ đam. Không hỗ trợ được cho Odin quên không đây đó. Cả đồ ulti trước ăn rồi anh em. À hắn chờ hai nút kìa. Uta đâu? Đấy. Room, room được có cái các bạn. Rồi. Ui sợ nổ đam. Quả này thì win rồi anh em, có cái đồ đi theo cái đồ gánh team chắc kèo luôn. Cái đồ gánh luôn anh em. Uta vẫn chỉ đan được một tỏi 6 thôi các bạn. Mặc dù mới 10 sao nhà thì cũng đánh giá khá là cao rồi. Ok với cá nhân tôi đánh giá nhìn là cũng khá là cao rồi các bạn. Cũng ok rồi. Rồi chúng ta qua vực thẳm anh em. Đi đốt mấy cái vực thẳm nào.
chiến thắng mà không có thành viên sinh khí và bền bỉ trong trận. Chiến thắng mà không có nghề chỉ huy và nghề đấu sĩ trong trận. Không có bền có đi, không có bền bỉ vào như nhỉ. Sinh khí và bền bỉ. Không có đấu sĩ. Big Mom hỗ trợ Zyro. Có mấy anh em xạ thủ vào mà làm việc thôi chứ làm sao giờ. Có mấy anh em xạ thủ mới hỗ trợ vào mà làm việc thôi chứ biết làm sao giờ anh em. Đó, vào mà làm việc thôi. Giờ mới để anh em, anh Ben bị ấy phát là nó không hỗ trợ, quên không bắn luôn anh em, hóa đá nó không bắn. Oài, mất một cháu rồi. Mà chắc mong sao vẫn tính pull sao anh em. Xong. Đơn giản đấy, giờ tranh thủ làm nốt thôi. Chiến thắng 3 thành viên nhanh nhẹn. 3 thành viên nhanh nhẹn luôn hả? Nhanh nhẹn khó nha, không mà nói anh em win thì vẫn win rồi nhưng mà cái này thì khó rồi. Chiến thắng mà không hề chỉ huy và đấu sĩ trong trận, không có chỉ huy và đấu sĩ thì đây rồi anh em. Cứ xạ thủ mấy cái mà ra mà ná thôi anh em. Xong luôn. Chiến thắng trong một hiệp. Ok các bạn, chiến thắng trong một hiệp thì đơn giản quá. Kaido Zoro. Ok các bạn, một hiệp. Không ăn không lấy tiền anh em. Zoro vào việc. Gọi không ăn không lấy tiền anh em. Vụt không ăn không lấy tiền các bạn. Xong rồi. Ok thôi, video ngày hôm nay cũng cập nhật quá trình báo cáo kết thúc cái sự kiện này thôi anh em nhé. Cái đây tôi đây, bye bye mọi người.